Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là chiếc máy cưa xích bên em có kinh doanh hiệu Mắc Cắt. Tuy nó là hiệu Mắc nhưng thực ra nó là dòng cưa mini gia đình ấy. Thì hôm nay em xin phép là khui một cái thùng ở ra cho quý vị và các bạn xem. Bên em có kinh doanh là dòng vừa cưa xăng mini. Dòng này là phù hợp gia đình chúng ta cắt củi hay là cắt cây nhỏ là rất là ok đấy. Đây, máy rất đẹp màu đỏ. Đây thì là dòng máy 2 kỳ. Nên là chúng ta sẽ có một cái bình xăng bình để pha nhớt tỷ lệ. Đây là có tỷ lệ 20 trên 1 và 40 trên 1. Ở đây khi chúng ta mua về thì nó sẽ có một cái lam, lưỡi lam rồi. Lam và một bộ xích đi kèm. Chúng ta có thể yên tâm sử dụng. Đây là máy mới 100% và chưa qua sử dụng. Cho nên là chúng ta sẽ phải lắp một số bộ phận vào với nhau. Đây em nhấc nhấc máy ra. Đây ạ, máy cưa xích Mắc Cắt mini nhỏ gọn nhưng mà tương đối khỏe. Đây chúng ta lắp mà lắp cái ốp vào là ok đấy. Đây chúng ta sẽ lắp ốp như này. Rồi, sau đó chúng ta sẽ lắp lưỡi lam vào. Chúng ta sẽ xử xử thôi. Anh em có thể nhìn thấy Mắc Cắt. Đây là cái cò. Cái cò khi chúng ta sử dụng cầm cắt. Là ok. Ở đây thì chúng ta đã đầy đủ cà lê mới hết rồi, chúng ta có thể sử dụng đã. Ở đây là có cả quyển hướng dẫn sử dụng của công ty, tất cả là bằng tiếng Việt hết nên chúng ta có thể đọc là và chúng ta sẽ hiểu thôi cách lắp của nó. Ở đây thì chiếc máy này là sử dụng động cơ 2 thì, động cơ xăng 2 thì, nó sử dụng rất tiết kiệm xăng này quý vị ạ. Nó là dòng mini mà, anh em yên tâm xài. Em thử tháo ra cho nó là cái gì. Đây là một cái hệ thống lọc gió, hệ thống gió. Anh em mà xem video này mà có nhu cầu thì có thể đăng ký kênh của bên em để lúc nào mà chúng em làm các cái video test thử các cành hay các cây, chúng ta có thể theo dõi để xem nó có đạt cái ý muốn nhu cầu nhà mình không để mình có thể đặt hàng. Đây là bình xăng xăng 2 thì. Đây anh em pha đầy bình này dùng một lâu rồi mới hết, đã yên tâm dòng này cực kỳ tiết kiệm xăng. Xích rất sắc, xích 68 cực sắc. Hôm nay em sẽ test thử. Chúng ta có nhu cầu thì chúng ta hãy đăng ký kênh giúp em với gươm hiệu Mắc Cắt, cắt rất khỏe nhưng lại rất là nhỏ. Đây là le gió đây, đóng mở gió. Nó cũng là một dòng cưa xăng thông thường, nó cũng giống nhau thôi, tuy nhiên nó rất là nhỏ, cầm rất là đơn giản thôi. Để biết thêm thông tin chi tiết về chiếc máy cưa xích mini hiệu Mắc Cắt này thì quý vị vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở dưới màn hình để được tư vấn và hỗ trợ và được báo giá của sản phẩm này. Chiếc máy cưa này rất là rẻ các bạn. Em có nhu cầu cứ mạnh dạn liên hệ em theo số máy ở dưới màn hình nhé. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video của em.